Dạ rồi, em bắt đầu live rồi đó. Tức là bây giờ mình đã lên live rồi thì chắc là em xin phép anh được đợi 1 2 phút cho em được gửi cho anh cái đường link để mà anh share, và em cũng sẽ share với các bạn học sinh để mà các bạn có thể theo dõi cái chủ đề mà các bạn quan tâm ngày hôm nay. Dạ, xin phép anh đợi cho em 1 giây nha nha. Dạ. À, các bạn nào mà vào rồi thì các bạn cũng thông cảm đợi cho mình một giây thôi nha mọi người nha. À, mình xin phép được share cái bài ngày hôm nay ra trước để mà có thể gửi cho tất cả mọi người. Đấy thì em gửi cho anh, em xin phép là vừa gửi cho anh ở trên page cái thông tin đó nè. Dạ. Ok. Dạ rồi đó, anh có thể share cái bài đó ra thì các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thay đổi những cái chủ đề mà chúng ta hay chia sẻ hàng tuần, thì chúng ta hay chia sẻ các chủ đề liên quan tới định cư Úc. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu chút xíu về một cái quốc gia khác mà cũng rất là chào đón dân nhập cư và hiện tại cũng đang khá là nổi lên trong nhiều năm gần đây, đó là Canada. Thì trước khi chúng ta vào thì các bạn cũng đợi 1 2 giây. Các bạn ơi, các bạn có thể like và có thể đặt câu hỏi bằng các cách comment lại phía dưới các bạn ha, để mà mình có thể theo trong suốt cái chương trình đó, các bạn theo dõi mà các bạn có thắc mắc hay là có những câu hỏi nào các bạn muốn giải đáp, các bạn có thể đặt câu hỏi về phía comment ha. Còn bây giờ thì chắc là mình cũng phải bắt đầu anh ha. Thứ nhất là hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Ngày hôm nay đó thì em rất là vinh hạnh được mời ở đây là thầy Tôn Thất Hoa. Em xin phép được xưng bằng anh cho nghe nó có vẻ trẻ trung mà nó thân thiện. Thì chào anh Hòa, rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến ngày hôm nay. Thì anh Hòa ơi, anh Hòa có thể nói đôi lời với lại em và các bạn để các bạn biết được là anh Hòa là từ Canada như thế nào không anh Hòa? Rồi chào thầy tờ Magic trên Facebook của thầy tờ Magic là Peter Phạm. Dạ đúng rồi. Xin chào các bạn bên PTE Magic và tất cả mọi người đang theo dõi cái phần livestream hôm nay. Trước hết là anh giới thiệu một chút xíu khoảng cỡ 30 giây tới 1 phút về cá nhân của anh. Thì hiện tại anh đang tham gia chương trình livestream với em từ thành phố Mississauga của tỉnh Ontario, Canada. Đây là cái thành phố mà có cái sân bay lớn nhất của Canada, đó là sân bay Toronto Pearson. Thì nằm bên cạnh cái thành phố lớn nhất của Canada về mặt dân số, đó là Toronto. Thì có thể mọi người nếu mà tham gia các cái diễn đàn trên Facebook gần đây thì có biết cái nhóm Canada cần gì nói, thì anh là cái người tạo ra cái nhóm đó và quản lý cái nhóm Facebook đó. Thì nhóm chuyên trả lời về các cái câu hỏi liên quan tới du học, việc làm, cơ hội định cư ở Canada ở cái mức là chung nhất thôi chứ không phải là về chuyên sâu. Thì lý do là tại vì anh sang Canada anh du học từ năm 2017, rồi sau đó xin việc làm ở đây, đồng thời cũng xin thường trú nhân ở Canada. Thì cho nên anh biết khá nhiều về cái lộ trình từ cái việc là du học cho đến cơ hội việc làm và định cư ở Canada. Thì anh chưa đi, nhưng mà anh học ở Úc, anh có học cái chương trình của trường đại học Curtin của Úc, cho nên anh có biết tương đối nhiều về Úc mặc dù chưa đến đó trực tiếp. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thật ra thì em thấy anh mặc áo khoác như vậy cũng nghĩ là bên bên anh bây giờ có vẻ rất là lạnh, là bởi vì bên mình là trái ngược mùa. Ở bên tụi em bây giờ đang là mùa hè, thì thật ra có một số thành phố như là Melbourne, Sydney có những hôm rất là nóng, 30 40 độ luôn đó. Còn bên anh thì thời tiết là nó tương đối là nó trái ngược với mình. Thế thì em hay nghe người ta bảo là đi Canada, người ta bảo là lạnh dữ lắm. Thì không biết là cái Canada gọi là lạnh dữ lắm như vậy thì nó cái mức độ thời tiết nó như thế nào vậy nè? Bây giờ đó Canada đang là tâm điểm của mùa đông, có nghĩa là cuối tháng 1 là Canada thông thường là rất là lạnh, tại vì mùa đông của Canada thông thường trên lịch nó bắt đầu từ cuối tháng 12 cho đến tháng 3, cuối tháng 3. Thế nhưng mà riêng năm nay đó thì thời tiết một số khu vực nó thay đổi tương đối rõ, có nghĩa là nó ít lạnh hơn những cái năm trước đây,
và cái Ohio thì về về bản bản thân của thời tiết là nó không có khắc nghiệt cho bằng các cái tỉnh khác, như là các bạn cũng có nghe các cái tỉnh như Manitoba hay là Saskatchewan từ Canada nó rộng quá, cho nên mình nói tới Canada thì phải nói tới cái tỉnh nào. Thật ra là ví dụ như bây giờ của anh đang là âm khoảng 4-5 độ, tại vì nó đang là giấc sáng. Ở bên ngoài thì nó âm 4-5 độ là bình thường, rất là bình thường đối với người Canada, có thể gọi là rất ấm chứ không phải là lạnh. Và dân Canada gọi là tủ lạnh, mà người ta sống trong cái tủ lạnh vào mùa đông rất lạnh. Thế nhưng mà cái thời tiết nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái cuộc sống đâu, không có ảnh hưởng gì nhiều. Dịch mới là ảnh hưởng, chứ còn bình thường là dân Canada nó đi từ lạnh tới rất lạnh vào mùa đông. Cho nên hiện tại cho dù bên ngoài là âm 5 độ nhưng mà bên trong nó có hệ thống sưởi liên tục mà, cho nên là do anh dậy sớm nên anh mặc thêm cái áo đi thôi, chứ bình thường không sao. Dạ vâng, cái này cũng rất là giống bên Úc tụi em. Thật ra là đến một bên Úc tụi em thì tầm mùa đông thì cũng có những thành phố, như là cái nơi đang sống nè, là nó gọi là Tasmania, thì nó là một cái hòn đảo của nước Úc nữa, thì nó lại lạnh, cũng tương đối là cũng tầm 0 độ, và tụi em cũng phải bỏ sưởi nguyên một ngày để mà kiểu như là có thể sinh hoạt. Vậy thì ở Canada đó anh, thì anh cho em hỏi là khi mà nhắc tới Canada thì mình chỉ biết những thành phố lớn như là Vancouver hay là Quebec, thì đó là những thành phố bạn nghe mình hay nghe nhiều nhất thôi. Thế khi mà mình nghe đến Canada đó anh, thì thường thường nha, em nói là nhìn chung đi, du học sinh và cộng đồng người Việt của mình á, thì họ hay sinh sống ở những cái thành phố nào ở Canada nhất anh? Ở Canada mọi người thường hay nghe tới các thành phố lớn này, như là Toronto ai cũng biết, Vancouver ai cũng biết rồi, phải không ạ? Rồi một số cái thành phố mà về về sau này đó là mọi người bắt đầu biết nhiều hơn, như là thành phố Mississauga ở tỉnh Ontario, rồi Niagara. Rồi các cái thành phố khác ở như là British Columbia chẳng hạn, thì có cái thành phố Surrey, Burnaby, vân vân, hay là Manitoba thì có thành phố Winnipeg. Đó là những cái thành phố mà càng về sau này nhiều người Việt Nam biết tới. Tuy nhiên là Canada thì các bạn cũng biết rồi, nó là một cái đất nước mà rộng thứ nhì ở trên thế giới, diện tích nó gấp 30 lần Việt Nam, và có tới 10 tỉnh, chứ người ta không có gọi là bang như ở bên Mỹ hay bên Úc, người ta gọi là 10 tỉnh và ba cái vùng lãnh thổ rất là lạnh và ít dân. Thì chắc ai cũng biết anh đang ở cái thành phố gọi là Mississauga, nó nằm kế bên thành phố Toronto, nó gọi là thành phố Toronto mở rộng. Tưởng tượng như bên Việt Nam đó là cái quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Em hiểu với anh rồi. Thì cái thành phố Toronto này á, bây giờ hiện tại là người Việt sinh sống mà nó có nhiều không anh? Có những cái khu giống như là khu người Việt, hay là có những cái tỉnh, hay là những cái trung tâm nào mà tập trung người Việt nhiều không anh? Ví dụ như ở Melbourne tụi em có Footscray, hay là Sunshine, là những cái vùng rất là nhiều người Việt sống, hay là Sydney thì cũng có những cái vùng như là Bankstown. Thì không biết là ở Toronto anh có cái vùng như vậy không anh? Có, tại vì Toronto thực ra nó là một cái thành phố gọi là của những cái người dân nhập cư, không riêng gì dân Việt Nam đâu, dân Việt Nam sang đó vẫn rất nhiều. Thì những cái vùng như là các bạn có thể nghe tới là vùng North York, tức là York ở phía Bắc, thực ra York chính là cái tên Toronto. Rồi như là cái Mississauga bây giờ cũng vậy, có rất là nhiều người Việt, những cái anh chị em mà mới sang cái thế hệ sau này đó, tức là di dân sang cái dạng là tay nghề cao, đi từ từ Việt Nam sang, với lại là những cái anh chị em mà đã học tập ở cái tỉnh Ontario này, thì sau khi họ tốt nghiệp họ có việc rồi họ đến định cư ở cái vùng Mississauga này. Ở đây thì có cộng đồng người Việt càng lúc càng tập trung nhiều, với lại là cộng đồng châu Á cũng nhiều, cho nên họ dễ dàng sinh sống hơn, cũng như cảm thấy gần gũi hơn với cái văn hóa ở Việt Nam mình. Thì cứ nói tới Toronto thì không phải là cái downtown, tức là nằm ngay cái phố tàu, người ta hay gọi cái phố tàu ở trên đó, thì nó rất là đông, nó rất là đông. Nhưng mà thực ra Toronto nó vẫn rất rộng, nó trải rộng ra đến cái mức mà người ta phải chia ra thêm cái khu GTA, tức là cách cái trung tâm của Toronto khoảng cỡ 30 cây số, 40 cây số, nó vẫn tập trung dân tứ xứ tới ở đây, trong đó có người Việt Nam.
và mọi người cứ thấy rằng là cứ lên tô cái đôi khi là đi ra ngoài đường là gặp các bạn sinh viên, các bạn học sinh người Việt Nam tới những cái nhà hàng có thể là rất nhiều người Việt ở đó. Cũng cũng như ở Sydney thôi, có những cộng đồng nhỏ nhỏ người Việt Nam hay tập trung sống ở đó. đúng rồi anh. Thật ra là nhiều khi mình ở trên Melbourne thì sống nó còn có một cái khu nó gọi là chợ Bến Thành nữa, nó y chang như là ở Sài Gòn luôn, cho nên là nhiều khi mình đi mình cũng thấy là không cũng không 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 xa việc quê hương nhiều lắm. Thì đó Nó nên là rất là hay. cũng có những cái thành phố vùng lân cận Toronto thì cũng có, ví dụ như thành phố Hamilton cũng là cách Toronto có 50 cây số. Thì ở đây có rất là nhiều cái cộng đồng người Việt ở, và có luôn cả cái chợ Bến Thành, gọi là Bến Thành Supermarket luôn, đi vào trong nó rất là thân tiện, và thức ăn thì không có kiểu gì hết. Thế thì giống Việt Nam quá rồi anh à. Vâng, Rất thế thì hồi nãy có nói cho em á là ở thành phố Toronto này có rất là nhiều dân nhập cư. Vậy thì bây giờ khi mình nhắc tới dân nhập cư á, mình nói với người Việt Nam đi, thì người Việt Nam mình thường đi qua nhập cư ở bên Canada đó, là họ hay đi theo những cái dòng nào chính? Ví dụ như ở Úc thì em hay có người ta gọi là định cư theo diện tay nghề nè, rồi định cư theo diện đoàn tụ nè, rồi định cư theo diện đầu tư, thì đó là những cái diện mà tụi em hay thấy là ở bên Úc. Thì không biết là ở bên Canada thì nó như thế nào nè. Nếu mà nói về định cư đó là phải nói rằng trên tất cả các nước ở trên thế giới hiện giờ thì Canada là có nhiều cái chính sách, nhiều cái chương trình định cư nhất, người ta đếm tới cả trăm. Tại vì ngoài cái chính sách mà định cư mang tính chất là liên bang, tức là nó đi theo cái dạng của federal program á. Mà những cái nhóm người mà tính đủ điểm nó gọi là skill worker, thì cái diện mà đi học xong rồi tiến tới định cư, tính tới gọi là ở lại lâu dài ở đây, là đem theo gia đình, thì cái diện đi học là cái diện mà phổ biến nhất đối với người Việt Nam hiện giờ tại Canada. Thế còn ngoài ra thì vẫn có những cái chương trình đầu tư theo tỉnh bang, rồi những cái chương trình đầu tư của liên bang, tức là họ mang cái kinh nghiệm, mang cái tài sản, mang cái kiến thức đến tại cái Canada hoặc là tỉnh ở Canada, rồi người ta mới đầu tư. Đó. Thì theo anh thì cái con đường mà gọi là du học rồi tiến đến là việc làm rồi tiến tới định cư là cái con đường phổ biến nhất đối với cái giới trẻ sau này. Đó. Còn những cái gia đình mà loại họ có rất là nhiều về tài chánh và kiến thức và kinh nghiệm thì họ đi theo những cái con đường đầu tư rồi tiến đến định cư. Thì Canada nói chung là có nhiều, cho nên là chúng ta phải đi vào từng cái chi tiết Một một đó, cái tùy theo cái hồ sơ của mỗi người thì họ phải có một cái chương trình nhất định, nhưng mà cái đó là cái việc của các cái chuyên gia về di trú họ đưa ra cho. Nhưng mà anh biết là cái gọi là du học tiến tới việc làm và định cư là con đường phổ biến nhất, an toàn nhất, và phải nói là nó tiết kiệm chi phí rất nhiều. Dạ vâng. À, thì hồi nãy anh nói đến tiết kiệm chi phí thì không biết là ở bên Canada cái chi phí đi, em nói là một bậc đại học của một ngành bình thường, ví dụ nhập về ngành business về tài chánh đi, thì không biết là cái chi phí nó như là bên Úc này đi, thì em nói là trung bình các trường lớn nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 cho tới 30 ngàn đô Úc một năm, thì không biết là ở bên Canada cái chi phí đi du học nó như thế nào nè. Cái chi phí du học á, chúng ta cũng phải nói tới cái tỉnh bang, tại vì tùy vào cái tỉnh nào để cái mức học phí nó có khác nhau và nó khác nhau tương đối là nhiều. Anh nghĩ là cũng giống như Úc, tại vì có những cái tỉnh mà nó nằm hơi xa hoặc là nó hơi lạnh, nó hơi kén cái dân nhập cư á, thì chắc chắn ở đó học phí nó rẻ hơn. Thì có những cái tỉnh xa, anh nói có những cái tỉnh xa thì học phí đâu rơi vào tầm khoảng cỡ 15.000 đô một năm cho các cái bậc đại học thông thường. Anh đang nói tới đô Canada đúng không? Thì có những cái tỉnh lớn như là British Columbia này, tức là ở đó có thành phố Vancouver, rồi tỉnh Ontario mà anh đang ở đây có thành phố Toronto đi, thì cái học phí của các cái bậc đại học mà cái ngành phổ biến, ví dụ như em vừa nói ngành business hay ngành accounting, thì trung bình là học phí 30.000 đô cho một năm học, 30.000 đô Canada cho một năm học.
Đó là cái đại học. Còn bậc cao đẳng thì thông thường nó rơi vào tầm 15 cho đến 17 ngàn đô một năm. Anh đang nói tới học phí không thôi nha. Và đô là tính bằng đô Canada, đừng có nhận qua đô Mỹ. Mặc dù Mỹ là người của Canada nhưng mà cái đồng đô la khác nhau, Nó cũng khác đúng không anh? khác nhau nhiều á. Rồi thì anh cho em hỏi là khi mà mình đi du học như vậy với anh nhé, thì cái tiền học phí thì mình nó rơi vào tầm khoảng 15 đến 30 ngàn đi. Thì khi mà nó rơi vào tầm khoảng những cái chi phí bao gồm là phí sinh hoạt phí như là tiền thuê nhà hay là tiền sinh hoạt phí đi lại xe cộ, thì không biết là nó sẽ rơi vào tầm khoảng bao nhiêu. Ví dụ bên Úc này người ta hay tính là trung bình là một tháng người ta sẽ dành tầm khoảng là 2 ngàn là cái tiền gọi là tiền thuê nhà rồi thuê rồi có đi đi lại rồi ăn uống, thì tầm khoảng 2 ngàn đồng một tháng. Thì không biết là ở bên Canada thì như thế nào nha. Nếu tính 2.000 đô một tháng thì Canada có thể là rẻ hơn Úc một chút, tại vì người ta tính trên một cái sinh viên sống thuê một cái phòng độc lập và bao luôn tất cả điện nước, ga để mình khí đốt á, rồi các cái gọi là hệ thống sưởi. Thì cái phòng đó trung bình ở Canada, nếu mà thành phố lớn thì nó đắt hơn chút, thành phố nhỏ rẻ hơn một chút, nhưng mà trung bình nó rơi vào khoảng cỡ 600 tới 700 đô một tháng, cộng thêm các cái tiền như ăn uống, sinh hoạt, điện thoại, thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 1.200 đô một tháng thôi, 1.200 đô một tháng. Nếu bạn nào mà tiết kiệm một chút á, hay là sống cái thành phố nhỏ hơn một chút, thì nó dao động khoảng cỡ 1.000 đô một tháng thôi, 1.000 đô Canada. Tính ra cũng không có đắt, tại vì nó tương đương với khoảng cỡ 17 triệu rưỡi hay là 18 triệu tiền Việt Nam. Mức sống như vậy là rất ổn. Còn nếu mà chúng ta tính theo cái dạng như các bạn mà share phòng, đi 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 ở chung với một cái bạn khác cùng phòng, nhưng mà trường hợp đó thì cũng hơi ít, nó còn còn rẻ hơn nữa. Dạ vâng, thì thường thường anh một bạn du học sinh qua anh bạn á, để mà trang trải những cái sinh hoạt phí như vậy, thì bên Úc này thì các bạn hay làm thêm. Thì không biết là ở bên bên Canada vậy á, thì cái chính sách mà cho du học sinh đi làm thêm nó có mở không? Ví dụ như em nói là ở bên Úc tụi em nhé, là tụi em chi một tuần đó là tụi em du học sinh được đi làm hợp pháp là 20 tiếng một tuần. Thì không biết ở bên Canada họ có những cái giới hạn về cái ngày thi hay là sorry, cái số giờ đi làm hay là số ngày đi làm trong tuần, hoặc là cái công việc nó có giới hạn gì không anh? Vậy là Úc gần như là giống Canada nhiều về cái chính sách dành cho du học sinh đi làm việc bán thời gian. Tại vì theo cái quy định đó là một cái học sinh sinh viên mà du học ở cái bậc cao đẳng trở lên, là nó cao đẳng rồi đại học rồi thạc sĩ rồi tiến sĩ, thì được phép làm 20 giờ một tuần. Làm 20 giờ một tuần mà người ta phải là chia ra là off campus hoặc là on campus nữa. Tức là nó 20 giờ một tuần là tính theo off campus, có nghĩa là các bạn đi làm ở nhà hàng, đi làm ở siêu thị, vân vân. Thì cái đó là 20 giờ, tối đa 20 giờ trong cái thời điểm các bạn đi học bình thường. Có nghĩa là mình tưởng tượng ra khoảng một ngày như vậy các bạn có thể đi làm khoảng cỡ 3 tới 4 tiếng là được. Còn các bạn nào muốn dồn vào cuối tuần thì các bạn có thể làm thứ bảy 10 tiếng, chủ nhật 10 tiếng là đủ một tuần. Và các cái kỳ nghỉ đó, ví dụ như nghỉ hè này, nghỉ đông này, nghỉ không biết bên Úc có cái kỳ nghỉ gọi là reading week hay không, tức là một cái tuần mà các bạn nghỉ để ở nhà trước khi thi á. Thì cái những cái gọi là cái schedule break, tức là những cái kỳ nghỉ mà có lịch hẳn hoi của trường, thì các bạn được làm toàn thời gian. Mà khái niệm toàn thời gian là tương đối gọi là mơ hồ, có nghĩa là các bạn có khi làm 40 giờ, các bạn có khi làm 50 giờ, thì họ không tính cái maximum đó. Nhưng mà cái kỳ học bình thường thì là 20 giờ một tuần đó. Thì như vậy là giống như ở Úc rồi phải không?
Ừ, đúng rồi em, nó na ná đó. Thật ra là vào cái mùa những cái khi mà nó gọi là holiday break hoặc là những cái term break cho tụi em á, thì tụi em cũng được nghỉ khoảng độ chừng là đâu đó tầm em nói là 3 tháng hoặc 2 tháng, thì cái thời gian đó là học sinh gần như đi làm là toàn toàn thời gian cả luôn. Và thường thường học sinh sẽ đi làm rất là nhiều job ở đây á, thì bên bên em không biết ở Canada nhưng mà bên Úc này nè thì em xin phép là coi như là cũng rất là nhiều đi, cũng có bạn làm trong văn phòng, có bạn làm trong xưởng hãng, nhưng mà hầu hết á, khi mình nhắc tới người Việt đi làm thêm ở bên Úc và đối với những người, đặc biệt là những người mới qua, thì công việc họ hay làm là ví dụ như đi làm nails là phổ biến nhất, hoặc là đi làm nhà hàng, hoặc là đi làm hãng xưởng, hoặc là đi làm ở các cái gọi là các cái cửa hàng tiện lợi. Thì đó là gần như là những cái công việc mà thấy được rất là nhiều người hay làm. Thì không biết là ở Canada nó có giống như vậy không, mình có những cái tiệm nail rồi nhà hàng và cửa hàng tiện lợi, hay thậm chí là farm, có những cái farm dâu, farm trái cây này nọ đó, thì không biết ở Canada nó có giống như vậy không anh? Giống y chang, không khác gì hết Dạ á. vậy Du học sinh á, nói chung chứ không riêng gì Việt Nam đâu. Có những cái ngành nghề đặc thù người Việt Nam hay làm, thì như em nói là người Việt Nam là có một cái nghề mà phải nói rằng là vô địch, không có nước nào cạnh tranh được, đó là làm nail. đúng Nail rồi là em. chỗ nào cũng cũng người Việt Nam nhiều nhất hết á. Em có thể thấy cái chữ nails một cái thì em vào là trong đó thế nào chủ cũng là người Việt. Thì các cái bạn du học sinh sang đây thì cũng chọn cái nghề đó là tương đối phổ biến, đặc biệt là với nữ, với các cái bạn sinh viên nữ, rồi làm trong các cái nhà hàng. Nhà hàng thì có nhà hàng của Tây, rồi nhà hàng của châu Á. Thì đó là những cái môi trường mà các bạn có thể xin được cái việc làm một cách dễ dàng, tại vì công việc nó cũng đơn giản mà. Rồi thậm chí là làm farm, các cái farm ở Canada thì có farm nho vào mùa mùa hè đó, thì cũng có. Rồi các cái farm gà, rồi farm trồng cây, rồi các công việc tương đối là nhiều. Nói chung ngoài bên ngoài có cái gì á, thì người sinh viên đó có thể đi xin đi làm. Tuy nhiên nó có một cái khái niệm là đi làm theo hợp pháp á, nó hơi tế nhị, nhưng mà đi làm hợp pháp có nghĩa là khi 20 giờ mà em nói trong cái chính sách học sinh đi học á, là họ làm và họ trả lương. Có cái số gọi là an sinh xã hội để theo dõi hẳn hoi, là tính 20 giờ là như vậy. Chứ còn có một số các cái bạn họ thống nhất với chủ là làm để nhận tiền mặt không, thì cái đó chính phủ người ta theo dõi không được, thì chúng ta không nói về cái bạn đó. Nhưng mà nói chung là ở bên ngoài có việc gì thì bên sinh viên học sinh họ có thể làm. Anh đang nói là học sinh ở bậc cao đẳng trở lên nha, chứ còn chứ còn high school là không được đi làm đâu. Dạ vâng, em hiểu rồi. Đấy, thật ra thì nó cũng không khác Úc là mấy, em nói thẳng là gần như là rất là giống nhau luôn, rồi cũng đi qua là cũng đó là những công việc. Thật ra bản thân em quay Úc vào khoảng năm 2012 thì em cũng đi làm farm, rồi cũng đi làm những công việc rồi tay chân, rồi cũng đi làm ở những cái tiệm bán thịt á, thì cũng y chang như vậy thôi, cũng không khác là nhiều. Đặc biệt là khi mình mới bước qua một cái đất nước mới đó, thì cái việc hòa nhập á, nó cũng phải đi qua những giai đoạn như vậy, và em nghĩ là ai ai cũng thế thôi, trừ một số bạn mà thật sự rất giỏi, là một số bạn là có những cái hoàn cảnh được gọi là ưu ái hơn chút xíu, thì các bạn sẽ có những vị trí tốt hơn, còn hầu hết các bạn du sinh là đều sẽ đi qua những bước như vậy cả. Thì cái đó là em nghĩ là Đúng cũng không cha nhau, không cha nhau. ví khá dụ ví dụ như bản thân anh thì là 40 tuổi, là lúc du học là cũng 39 40 tuổi, thì cũng phải đi làm những cái việc như là đi cuốn sushi trong siêu thị. Em vào trong siêu thị lớn em thấy có những cái quầy mà người ta ta đặt sushi công nghiệp lên để người ta bán á. Đó thì anh cũng đi làm trong 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 những cái tiệm như vậy, cũng cuốn sushi, rồi cũng phải đi giao hàng. Ở Canada là người ta đặt hàng mà cho dạng như Uber giao hàng, hay là có những cái ứng dụng giao hàng rất là nhiều. Thì sinh viên vẫn có thể chọn cái ngành đó nếu như họ biết lái xe và có chiếc xe lái, còn các bạn khác không có thì đi làm trong các cái tiệm nail, rồi các cái nhà hàng, rồi siêu thị như là Walmart. Mình em vào trong đó em thấy hàng loạt các cái bạn mà đi đẩy xe rồi đi làm thu ngân, thì những cái bạn đó là gọi là sinh viên quốc tế cả đó, tại vì những cái việc đó là tương đối phổ biến và nó không cần phải đào tạo gì nhiều cả, kỹ năng Đúng cũng rồi không đòi hỏi cao, cho nên là ai em. cũng phải đi theo cái con đường đó cả, trước khi có một cái công việc chuyên môn. Mà công việc chuyên môn là đi rồi nó đòi hỏi phải có bằng cấp, nó gọi là Đúng rồi em. professional. Và sau khi mình ra trường á thì có bằng cấp thì mình mới bắt đầu tiến dần đến cái công việc chuyên môn, chứ còn trước đó thì ai cũng đi vào cái thị trường gọi là general labor, tức là đi làm Đúng phổ rồi thông. em.
Câu đường đó là câu đường rất phổ biến với du học sinh. Dạ đúng rồi anh, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thế thì bây giờ mình quay lại câu chuyện là định cư nè. Thì hồi nãy anh nói là cái con đường mà các bạn phổ biến nhất, tức là các bạn đi qua đây đi du học rồi sau đó xin định cư. Thì không biết là nó có những cái ngành nào mà nó phổ biến nhất cho các bạn để các bạn đi du học định cư không? Ví dụ như là ở Úc nè, khoảng vài năm trước thì phổ biến nhất là cái ngành gọi là ngành kế toán, accounting. Rồi những năm sau này á, thì bây giờ là có những ngành nổi lên như là ngành IT, rồi ngành nursing hay là engineering. Thì tất cả những ngành đó là những ngành rất là phổ biến. Thì không biết là bây giờ ở bên Canada của anh thì những cái ngành nghề nào là các bạn hay đi học và xin định cư ở lại nhất anh ạ? Cái ngành mà các bạn bên Việt Nam hay đi học, nó đôi khi nó là một cái sự khác nhau đối với cái ngành mà ở bên Canada người ta lại cần cho cái việc. Đây là một cái câu chuyện mà các bạn du học sinh sau này cần phải để ý. Tại vì ở Việt Nam mình hay chọn những cái ngành phổ biến như thế này này, marketing, phải không? Business. Đúng rồi Đó, các bạn muốn chọn những cái ngành ví dụ như là hospitality, du lịch khách sạn gì đó. Thế nhưng những cái ngành đó đó là như em nói rằng trước đây có khả năng là có nhiều cái cơ hội việc làm, nhưng mà sau này đó là nó không nhiều. Ví dụ như hospitality chẳng hạn, bây giờ du lịch khách sạn nó cũng gần như là bão hòa, ở một số tỉnh thôi nó mới có du lịch khách sạn nhiều, chứ còn ở Canada thì nó rộng quá, có những cái tỉnh là cái ngành nó không phát triển. Rồi cái ngành mà accounting cũng vậy, tại vì quá nhiều bạn theo học cho nên bây giờ nó cũng trở nên là bão hòa rồi. Thì có những cái ngành mà anh nghĩ Úc với lại là Canada với gần như các cái nước tiên tiến bây giờ họ đang cần á, gọi là cái hot á, đang hot là những cái ngành ví dụ như liên quan tới cái IT, công nghệ thông tin. Thì anh nghĩ rằng công nghệ thông tin nó là một cái xu hướng, cái thời đại 4.0 này thì nước nào người ta cũng cần cả. Nhưng mà nó cái IT là nó có nhiều cái ngạch nhỏ, chúng ta cần phải đi sâu vào để mổ xẻ nó, chứ nói IT thì nó chung chung quá. Nhưng mà nó vẫn là một cái ngạch mà các cái sinh viên quốc tế chọn và cái cơ hội việc làm nó nhiều. Cái thứ hai nữa là cái ngành về gọi là liên quan tới cái healthcare, thì trong đó có nursing này, trong đó có cái nurse assistant này, rồi có cái personal support worker, rồi làm những cái social worker chẳng hạn. Thì những cái ngành liên quan tới y tế, tới sức khỏe, đó là những cái ngành mà Canada người ta sẽ cần trong cái tương lai rất là gần, đặc biệt là sau cái thời kỳ Covid này. Và nói chung những cái bạn nào mà tham gia học những cái ngành gọi là liên quan tới cái trade đó, tức là liên quan tới ngành nghề, là sẽ được gọi là trọng dụng. Tại vì ở Canada người ta rất cần những cái người thợ hơn là người thầy. Anh nghĩ Úc chắc cũng vậy, người ta Đúng cần rồi hơn là thầy. Trong khi đó cái quan niệm của những cái nước như là Trung Quốc hay là Việt Nam hay là châu Á đó, nói chung thì đi sang đây người ta chọn thầy hơn là thợ. Có nghĩa là Đúng. nhưng mà cái nhu cầu thực tế ở đây người ta cần thợ nhiều hơn, nhưng mà thợ không phải là học 3 tháng 4 tháng đâu, thợ mà đào tạo đàng hoàng đó, bài bản, tức là ít nhất cũng phải học cái college ra để có một cái diploma, rồi từ cái diploma đó các bạn phải học thêm một cái chứng chỉ nghề liên quan nữa. Thì nó tới nghề thì em có thể tưởng tượng ra là nó cái ngành nấu ăn, phải không, là từng rất phổ biến ở Úc, ví dụ như là chef nè, cook nè, rồi baker này, không biết bây giờ bên Úc còn cái ngành gọi là làm bánh hay không, nhưng mà mấy năm trước Còn còn là ít rồi. ít hơn thôi đúng không. Thì Canada bây giờ cái ngành mà gọi là làm bánh đó nó vẫn đang rất phổ biến. Thì nói chung là cứ bạn nào nhắm theo những cái ngành nghề mà nó cụ thể đó, chứ đừng có chung chung, và làm thợ nhiều hơn là làm thầy. Thợ mà thợ có tay nghề nha, chứ không phải là thợ tay ngang đâu, thợ có tay nghề hẳn hoi, thì những cái ngành đó chắc chắn Canada sẽ cần và họ cần rất là nhiều. Thì khi mà các bạn học sinh á, anh nói ví dụ như bây giờ có một bạn học ngành IT đi, bạn ấy học ra trường này nha, bên Úc tụi em á thì nó sẽ, tất nhiên là cũng có rất là nhiều cái mình phải mổ xẻ sâu vào, nhưng mà các cái điều kiện chung chung nhất á là học xong ra trường có một cái bằng nè, rồi phải có một cái điểm tiếng Anh nhất định nè,
Rồi ưu tiên hơn nữa là có một cái gọi một cái job offer để mà giống như là có thể mình tiến tới cái việc gọi là xin định cư. Thì không biết là ở bên Canada nó có tương tự như vậy, tức là mình đi học xong mình có phải thi một cái bài thi tiếng Anh, còn có phải làm chứng chỉ hành nghề hay không, rồi có cần phải có cái job thì mình ở lại hay không, hay là có thể là học xong rồi mình tốt nghiệp rồi mình có thể xin ở lại luôn rồi nè. Câu chuyện gọi là học xong mà xin ở lại nó là của nhiều năm trước. Còn bây giờ nếu mà học xong mà để mặc định được ở lại định cư đó là nó gần như không còn. Nó không phổ biến chứ không phải là hoàn toàn không còn. Tại vì ở Canada thì mà như cái tỉnh Ontario này chẳng hạn, bây giờ họ vẫn có một cái chương trình của tỉnh bang là ưu tiên cho những cái bạn mà học cái bậc tiến sĩ. Các bạn học tiến sĩ ra thì các bạn có thể nộp hồ sơ xin định cư theo cái chương trình của tỉnh Ontario, mà không cần phải có một cái job offer, chỉ cần các bạn học một cái bậc tiến sĩ ra, một cái bằng tiến sĩ, và thậm chí là master, học master một cái ngành nào đó không không cụ thể, thì ở cái tỉnh Ontario này nó vẫn có một cái chương trình gọi là định cư của tỉnh mà không cần phải có job offer. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó rất khó, tại vì cạnh tranh nhiều, tại vì ai cũng biết hết mà, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện là phải giống như gần như là xổ số, phải tranh giành nhau rất là khó. Thì chỉ có hai cái ngạch đó là nó không cần cái job offer thôi, chứ còn thực ra bây giờ cái cốt lõi của cái việc mà định cư đó là các cái chương trình họ đều đòi cái job offer là cái công việc, nó phải đảm bảo được những cái yêu cầu của bên bộ di trú, thì từng cái chương trình một, cái job offer đó nó sẽ có một cái sự khác nhau hay là một cái yêu cầu cụ thể hơn, chứ không phải là job offer là cứ đi làm cho một công ty nhỏ công ty lớn không quan trọng là có ngay cái cơ hội định cư đâu. Không phải, nó yêu cầu rất chi tiết và yêu cầu theo từng tỉnh bang nữa. Ví dụ như tỉnh Ontario này đó, cái job offer mà đi theo chương trình định bang của tỉnh nó đòi hỏi rất cao và nó đòi hỏi theo từng cái khu vực nữa. Cái này có khả năng là giống như ở bên bên Úc, thì cái job offer đó là mới một điều kiện thôi, còn nếu mà muốn định cư á, thì nó phải có thêm những cái yếu tố khác, trong đó yếu tố rất quan trọng đó là tiếng Anh. Thì như anh nói ban đầu đó là họ đòi cái chứng chỉ IELTS phải cao, IELTS mà IELTS General á, phải cao, càng cao càng tốt, với lại là phải có gì yếu tố khác như là tuổi tác, rồi như là cái bằng cấp nó là chia theo, ví dụ bằng cao đẳng nó khác, bằng đại học nó khác, rồi cái bằng cao học và tiến sĩ nó cũng có sự khác nhau nhiều á đó. Và những cái ngành như em nói rằng là liên quan tới tay nghề là thường thường các bạn học xong rồi phải thi thêm một cái chứng chỉ hành nghề nữa. Ví dụ các bạn học bên y tá, nó có cái ngành gọi là nursing á, thì học xong chưa phải hành nghề được đâu, mà phải thi một cái chứng chỉ hành nghề. Nó giống như Úc phải không, có những cái ngành mà đòi hỏi phải có một cái license mới làm được. Ngoài cái việc học ra cái diploma hay cái certificate thì mình phải học tiếp, mình phải thi lấy được cái chứng chỉ hành nghề. Đó. Thì cái những cái điều kiện như thế này là anh nghĩ là Úc với Canada có nhiều cái sự giống nhau. Cho nên bạn nào mà đang nghiên cứu đi du học Úc á, thì khi sang Canada các bạn sẽ thấy cái hệ thống nó rất giống nhau. Rất là tương đồng. Em Đúng. phải đồng ý, sau khi nghe chia sẻ em cảm thấy là nó gần như là nó rất là mirror nhau, rất là tương tự nhau ở trên rất là nhiều khía cạnh luôn, từ cái việc học nè, rồi tiếng Anh nè, rồi bằng cấp hành nghề, rồi cũng những cái chương trình ưu tiên cho các học bậc tiến sĩ, hoặc là cái chương trình nó chia ra từng tỉnh bang, ở đây thì nó chia ra từng gọi là state, tức là cái bang một, thì nó cũng phân nhánh nó rất là nhiều như vậy luôn. Đấy thì em thấy là cũng nó rất là tương đồng, nhưng mà không biết là chính vì cái sự tương đồng như vậy đó, mà bây giờ là đúng, em cũng có nghe rất là nhiều bạn học sinh là bây giờ họ họ chuyển hướng đi từ Úc, họ đi qua Canada. Thì không biết là khi mà họ chuyển từ Úc qua Canada như vậy đó, thì họ đã có cái điều gì mà giống như là đã lợi hơn, không biết anh có trong cái mối quan hệ hay là trong những kinh nghiệm của anh, từng nghe một bạn nào đi từ Úc qua Canada chưa anh Hòa nhá? Úc không không chỉ riêng từ Úc đâu, mà các bạn này họ đi từ các cái nước kể luôn cả Mỹ, New Zealand, Mỹ, rồi kể luôn cả từ các cái nước bên châu Âu họ vẫn đi sang đây, các cái nước bên Trung Đông á.
Thì vì sao như vậy? Vì cái việc mà định cư mà dành cho những cái bạn ở bên ngoài Canada, ở Canada có một cái diện định cư dành cho gọi là federal skilled workers, tức là những cái người mà đã có tay nghề ở bên ngoài Canada. Thì hàng năm như vậy, cái chương trình mà định cư theo diện tay nghề của liên bang này cũng thu nhận rất nhiều cái dân nhập cư. Mặc dù họ không hề có kinh nghiệm việc làm ở Canada, họ cũng không hề học gì ở Canada cả, nhưng mà những cái kinh nghiệm việc làm và những cái bằng cấp mà họ đã học bên ngoài Canada, chẳng hạn như ở Úc, thì họ sẽ chuyển đổi theo một cái hệ thống đánh giá. Thì nếu mà em có nghe gọi là cái WES, tức là hệ thống đánh giá bằng cấp quốc tế, thì nó tương đương á, thì họ sẽ được đổi và họ theo một cái hệ thống tính điểm gọi là Express Entry. Nếu bạn nào mà đủ điểm, cho dù bạn ấy ở bên ngoài Canada đi chăng nữa, thì vẫn có thể thành gọi là thường trú nhân của Canada. Thì nhiều nhiều bạn học ở Úc lắm, nếu như họ đáp ứng các yêu cầu sau đây nè. Ví dụ bây giờ với cái số điểm là 470 đi, trong cái hệ thống Express Entry dành cho cái Federal Skilled Worker, thì những cái bạn mà tầm khoảng cỡ 26 tới 29 tuổi, rồi có một cái bằng gọi là cao học, rồi có khoảng cỡ 3 đến 5 năm kinh nghiệm việc làm chuyên môn đó, rồi bạn này có cái IELTS General khoảng cỡ là 7,5 điểm, 7,5 cho tới 8 điểm trở lên đó, thì các bạn này khả năng là đủ cái số điểm để xin thường trú nhân từ bên ngoài Canada đó. Thì đây là một cái lợi thế rất lớn, tại vì hàng năm như vậy là chính phủ liên bang họ có một cái ngạch và là thu nhận những cái người dân nhập cư từ các cái nước khác nhau. Anh có thấy rất nhiều bạn học tiến sĩ ở Úc và ở New Zealand, sau đó họ về Việt Nam họ làm khoảng cỡ 4-5 năm, rồi sau đó họ lại nộp theo cái chương trình của liên bang, hoặc họ nộp theo cái chương trình gọi là của tỉnh bang mà có liên kết với liên bang. Thì cái này nó đi sâu hơn một chút về cái di trú đó, cho nên là cơ hội sẽ có nhiều. Thì với những cái bạn mà đang du học ở Úc này, mà nếu mà thấy Úc khó quá, thì bây giờ người ta lại chuyển sang Canada. Nó rất lợi ở cái chỗ là gì? Về cái hệ thống thông tin á, người ta có chia sẻ với nhau. Cho nên nếu bạn nào đã có cái visa ở Úc hay là đã từng du học ở Úc rồi, thì khi xin sang Canada để du học đi chăng nữa, để mà nâng điểm Express Entry này lên, thì nó vẫn rất là tiện. Tại vì cái hồ sơ sẽ được xử lý một cách dễ dàng hơn, các bạn chưa bao giờ đi ra nước ngoài. Đây này là ưu điểm dành cho các cái bạn du học ở Úc mà thấy khó quá, thì bây giờ xin sang du học ở Canada, hoặc nếu đủ điều kiện thì có thể tham gia vào cái hệ thống Express Entry. Nhưng mà bây giờ nó có vẻ hơi khó, điểm 470 là như anh nói đó, vừa trẻ vừa giỏi, vừa có bằng cấp và có IELTS rất cao thì mới đạt được. Cái này em làm cho em liên tưởng tới bên Úc này, nó có một cái gọi là cái Global Talent Program, thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì cái em không nhớ rõ là cái này nó có tính điểm hay không, nhưng mà nó cũng là ưu tiên những người học cao học nè, và nó ưu tiên là những cái bạn này là có những cái chuyên môn, nhưng mà quan trọng nhất là phải có những cái cống hiến, ví dụ như có những cái bài báo được public, hoặc là có những cái cống hiến thành tựu nhất định, và có một người nào đó người ta recommend bạn ấy, thì nó gọi là cái Global Talent, thì cũng xin được từ Việt Nam qua luôn. Và cái chương trình này của anh thì nó Express Entry cũng nghe rất là tương đồng, nhưng mà ở bên Úc này á thì cái Global Talent á, nó bị phụ thuộc vào một số ngành nhất định, ví dụ như là nó ưu tiên cho cái nhóm ngành Cyber Security hoặc là Fintech, tức là những cái ngành nó rất là phát triển và đặc biệt đó. Thì không biết là cái Express Entry của anh nó có bị limit bởi cái occupation giống như vậy hay không, hay là nó sẽ open với hầu như tất cả các nhóm ngành đó nè. Nó có một số cái limit, có một số cái giới hạn và quy định rõ. Ví dụ như có những cái ngành mà ở Canada nó không gọi là in demand job, thì nó vẫn không có được xét.
Nhưng mà cái em đang nói tới cái Global Challenge thì ở Canada nó vẫn có một cái chương trình như vậy, một cái khác hơn so với cái skill worker đó. Cái skill worker là nó già rồi, nhưng mà cái ngành cái chương trình định cư mà dành cho những cái talent á, tức là những cái tài năng á, ví dụ như về âm nhạc, hội họa, thể thao có đóng góp thành tích, ví dụ như đi thi Olympic quốc tế gì đó mà có thành tích đóng góp cho xã hội, cho thế giới, thì có một cái ngạch riêng dành cho những cái nhân tài này. Thì như anh vừa nói hồi nãy là Canada có gần cả 100 cái chương trình định cư khác nhau, của liên bang, của tỉnh bang, của các vùng lãnh thổ nhỏ nữa. Ví dụ như trong chương trình tỉnh bang chẳng hạn thì lại có những cái khu vực nữa, cái regional nữa. Ví dụ như tỉnh Ontario chẳng hạn, có chương trình gọi là OINP, tức là chương trình định cư của tỉnh, thì dưới đó nó có những cái chương trình gọi là dành cho vùng nông thôn phía Bắc, cái cộng đồng như vậy nữa, nó gọi là những cái regional immigration pilot, tức là chương trình thí điểm dành cho khu vực thôi, có nghĩa là có những cái ràng buộc nhỏ hơn, nó chia ra từ cái regional này rồi tới provincial này rồi mới tới cái federal, rất nhiều cho các bạn lựa chọn. Cho nên nếu Úc mà khó khăn với các bạn quá mà có đủ năng lực để đi sang một cái nước khác thì Canada là một cái lựa chọn cũng tốt. Tại vì như hồi nãy giờ anh em mình nói chuyện với nhau phải không, Canada với nó có rất nhiều điểm giống nhau. Đúng Mà anh chọn Canada tại vì trước đây anh nghiên cứu rất nhiều về New Zealand với lại là Úc, thì xét cái ba cái nước này tại vì nó thuộc cái khối gọi là Commonwealth mà nó rất giống nhau, cũng nói tiếng Anh, dĩ nhiên là cái accent nó khác nhau rồi, Đúng accent của New Zealand khác, nhưng rồi. mà về mặt văn hóa chính trị với lại là kiến trúc luôn nó cũng rất giống nhau. Em sang đây nó nhìn thấy cái kiểu xây dựng nó rất giống ở bên Úc với lại giống như bên New Zealand, đường xá hệ thống giao thông rất giống, cho nên là ai thích Úc mà không được thì cứ sang Canada rất là lợi. Em nghe hay quá nè. Thật ra là đúng, em công nhận của anh là bên Úc và Canada thì em thì chưa được đi, nhưng mà cũng có nhiều bạn học sinh đã từng đi Canada rồi và cũng đã kể với em là nó rất là giống, kể cả về những cái kiến trúc và cũng như là cái lối sống đó, nó cũng rất là tương đồng với nhau. Cho nên là thực ra là giống như anh nói đó, giữa ba nước là New Zealand, Canada và Úc là mình phải công nhận là cả ba đều có rất là nhiều nước giống như ba nước anh em vậy đó. Thật sự nó là trông rất là giống nhau. Thì hồi nãy á, anh có nói thêm một điểm ở đây á, là IELTS General thì em cũng 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 đã biết là IELTS sẽ có là cái dòng là General và cái dòng là Academic. Thì không biết á, là ví dụ như bây giờ anh nói là IELTS bạn ấy phải là General là 7.5 đến 8 chấm đi. Thì nếu như mà em có một bạn khác là bạn ấy không thi General, bạn thi là Academic thì 7.5 luôn. Thì không biết là nó có nhận không anh, hay là bắt buộc là mình phải thi cái General thì mới được nhận anh? Đối với cái du học á thì các cái trường họ hay nhận cái academic, tại vì rõ ràng rồi cái chữ academic là dành cho học thuật, giống như là cái PTE mà kẹp thêm chữ academic là nó khác với cái gọi là Đúng general, general là chung chung để mà giao tiếp bình thường, không có đòi hỏi liên quan tới học thuật, không có đòi hỏi tới phần đọc với lại là phần gọi là cái phần viết cái nó quá chuyên nghiệp. Đấy. Thì khi đi học các cái trường họ sẽ yêu cầu cái academic, tuy nhiên khi tiến tới định cư á, thì họ không đòi cái academic mà họ bắt buộc phải là general. Đây là một cái sự khác nhau. Liên quan tới định cư thì họ đòi cái IELTS general, nhưng mà du học thì họ đòi cái academic. Ok, em hiểu rồi. Thật ra là cũng cũng khá là hay. Thật ra em cũng đã từng học và cũng đã từng dạy IELTS, cho nên biết là cái general, cái academic nó khác như thế nào. Cho nên là nhiều khi mà bắt một bạn là academic mà đòi là 7.5 mà 8 chấm thì thực sự là cũng cũng phải là chày da chóc vẩy luôn á mới luyện được, chứ không phải là ngày một ngày hai đúng không anh? Thì anh cho em hỏi thêm một cái nè. Bây giờ đó, ví dụ như em có một bạn học sinh nha, bạn ấy đang học ở bên Úc, đang học rất là ok luôn, và bây giờ thấy cái gì Canada nó hay quá, và bạn học mới hết có một năm, mới hết một năm IT, bây giờ bạn nhảy vào Canada. Thì không biết là cái năm học của một năm IT đó, bạn học đại học đó, thì có được giống như là Canada họ credit không, tức là giữa hai nước nó có cái hệ thống gọi là credit cái điểm mà bạn đã học không anh nhỉ? Chắc chắn là có, nhưng mà cái việc này không phải là việc của chính phủ mà là việc của trường, việc của trường.
Tại vì ví dụ như em có một em học IT ở bên Úc thì học hết một năm rồi, có cái số credit nhất định và có những cái course mà các bạn này đã học xong. Sau đó các bạn chuyển hướng sang Canada, thì cái việc đầu tiên các bạn muốn xin cái visa du học của Canada, các bạn phải xin cho được cái trường. Đó, phải xin cho được cái trường. Như vậy thì các bạn sẽ nộp cái bảng điểm mà các bạn học ở bên Úc sang, để cho cái trường đó họ có thời gian và họ sẽ gọi là quy đổi cái credit đó, và họ sẽ cho ra một cái gọi là cái summary về cái credit, xem thử là bạn này học một năm ở Úc và đã tương đương với bao nhiêu cái credit ở chương trình của họ. À, cái này là nội bộ đó, chứ không phải là toàn cả Canada đều làm cái thao tác này cả, tùy trường. Cho nên các bạn phải gửi cái bảng điểm các bạn học, rồi cái trường đó sẽ xác nhận là bạn đã học được bao nhiêu tín chỉ, tại vì nó cùng ngành mà, nó cùng ngành cho nên họ có thể trừ ra. Sau đó thì họ sẽ cấp cái thư nhập học. Và ví dụ thay vì bạn này từ Úc học một năm rồi thì sang Canada chỉ học 3 năm ở cái bậc gọi là bachelor đi, thì nó vẫn tiết kiệm được một năm. Tại vì như Đúng anh rồi. nói kể luôn cả không phải ở Úc đâu, mà các bạn học tại Việt Nam, ví dụ các bạn học một năm ở Bách Khoa Việt Nam, thì các bạn đem cái bảng điểm đó các bạn chuyển sang cái trường mà các bạn cần xin xin học, và trường đó họ sẽ có một cái bảng đánh giá. Thời gian mất khoảng cỡ một vài tháng là chuyện bình thường để họ đưa ra cái bảng gọi là quy đổi. Cái này không áp dụng riêng bậc cao đẳng đại học nha, mà bậc trung học họ cũng đánh giá như vậy ở Canada đó. À, có nghĩa là ví dụ như các bạn học từ lớp 9 tới lớp 12, à, là ở Canada này là trung học là như vậy ở tỉnh Ontario, thì các bạn học từ lớp 9 đến lớp 10 xong cái rồi là gửi cái bảng điểm sang bên phía Canada, thì bên tỉnh này họ sẽ gửi một cái bảng gọi là credit equivalency, tức là đánh giá tương đồng còn bao nhiêu tín chỉ cần phải học và đã hoàn thành bao nhiêu tín chỉ bên ngoài Canada. Đây là một cái điểm hay để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tài chánh cho các bạn muốn chuyển từ nước này sang nước kia. Em cũng thấy nó rất là hay và em cũng đồng tình với quan điểm của anh, tức là cái này nó sẽ rơi vào là trường, các cái trường họ sẽ xem là cái chương trình mình học ở nước sở tại và cái chương trình mà mình đang muốn qua bên Canada học là nó có tương đồng không. Thì nếu như nó có tương đồng cao á, người ta sẽ credit cho mình thì nó sẽ tiết kiệm được cái tài chánh cho các bạn du học sinh đấy. Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Một cái nữa em cũng muốn hỏi anh, cũng như là một phần cuối cùng trong cái buổi ngày hôm nay á, đó là khi mà mình nói tới Úc á, thì tụi em hay nghe có một số người họ bảo là có cái chương trình là xuất khẩu lao động. Thì thật ra đúng ở Úc này nó có cái chương trình nó gọi là Work and Holiday, tức là cho phép người ta vừa đi du lịch vừa đi làm. Đấy, từ Việt Nam thì nó biến tấu cái từ thành là từ xuất khẩu lao động. Thì không biết là ở bên Canada nó có bất kỳ một cái chương trình nào mà nó tương tự giống như cái chương trình xuất khẩu lao động như vậy không anh ạ? À, cái chữ xuất khẩu lao động là chúng ta hiểu phải phải đúng nghĩa của nó. Tại vì ở Canada với Việt Nam thì không có ký bất kỳ một cái gọi là cái hiệp ước nào hay một cái thỏa thuận nào để gọi là tuyển lao động đại trà từ Việt Nam sang Canada cả, nó không có. Nó khác với các cái nước như chúng ta hay nghe có xuất khẩu lao động sang Nhật nè, sang Hàn nè, sang Đài Loan từ Việt Nam, đúng không? Tức là họ có các cái bộ, ví dụ như bộ thương mại hay là bộ lao động gì họ ký với nhau, xong á, là hàng năm như vậy thì có cái chỉ tiêu là bao nhiêu nhân công được gọi là đưa vào Nhật, Hàn hay là Đài Loan để làm việc theo những cái hợp đồng nhất định. Còn ở Canada với Việt Nam thì không có. Cho nên cái từ xuất khẩu lao động á, nếu mà hiểu theo cái kiểu là xuất khẩu đại trà thì không có. Tuy nhiên giống như Úc thì ở Canada có những cái gọi là cái open work permit, cái open work permit có nghĩa là giấy phép đi làm mà mở, và có cái chương trình gọi là giấy phép đi làm nhưng mà đóng đóng có nghĩa là làm cho một chủ doanh nghiệp mà có tên, có địa chỉ hẳn hoi, có công việc nhất định. Thì cái này không áp dụng riêng cho Việt Nam mà tất cả các nước ở trên thế giới. Có nghĩa là một cái chủ doanh nghiệp ở Canada họ muốn tuyển người nước ngoài thì họ có làm cái thao tác là phải đưa lên trên chính phủ để xin một cái giấy đánh giá gọi là thường thường hay gọi là cái LMIA, tức là đánh giá tác động thị trường lao động. Có nghĩa là phải chứng minh với chính phủ rằng là cái việc tuyển người nước ngoài
nó không ảnh hưởng tới cái việc làm của người dân Canada, thì cái người mà chủ đó họ phải làm cái giấy họ xin hẳn hoi, rồi sau đó ở bên phía Việt Nam phải tuyển một cái người mà có cùng một cái nền tảng, có cùng một cái gọi là kinh nghiệm việc làm, đáp ứng đúng cái yêu cầu của chủ doanh nghiệp bên phía Canada, thì lúc đó là chính phủ Canada mới cấp một cái gọi là work permit cho những cái người này sang Canada để làm việc. Đó, nó giống như Úc rồi, nó giống như là cái work permit ở bên Úc họ hay gọi là cái holiday work permit hay Đúng là working holiday gì đó, tức là vừa đi nghỉ rồi vừa em. đi làm. Thì Ừ. Đúng rồi Canada là có cái work permit, tại vì visa nó có nhiều em. loại, thì trong đó có một cái work permit mà làm cho một chủ doanh nghiệp, nó một cái specific employer, thì phải có giấy tờ hơi rườm rà một chút và không áp dụng đại trà, không áp dụng đại trà, có nghĩa là từng cái case một đó. Và gần đây thì bên phía Việt Nam đó là có nhiều người sang ở Canada với cái dạng là work permit này, cho nên em sẽ thấy vào trong các cái hãng á, và trong các cái hãng với các cái farm, nhất là các cái farm làm việc như nấm, thì họ vẫn có tuyển người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam. Nhờ cái thủ tục và cái thời gian xử lý nó có thể nhiêu khê hơn cái việc là đi học, nhưng mà nó có. À, như vậy là chúng ta phải hiểu rõ là cái xuất khẩu lao động ở Canada đó là một cái visa gọi là work permit, là visa thì cái chữ là workers, và có cái thời gian nhất định theo cái công ty đó xin với chính phủ ký bao nhiêu lâu, thông thường là 1 năm rồi sang đó gia hạn thành thêm 1 năm nữa, hay là 2 năm rồi gia hạn tiếp 1 năm, nó tùy theo cái giấy phép mà cái công ty họ xin với chính phủ Canada. Ok, nhưng mà anh cho em hỏi là bây giờ nó cũng đang ná với lại cái work permit này, thì bên Úc tụi em á nó cũng có một cái nhóm, đó là có những người được công ty họ sponsor ở lại, tức là ví dụ như công bạn này làm trong công ty này bao nhiêu lâu hay là sao nó sẽ được sponsor ở lại. Thì không biết là ở bên Canada nó có cái chương trình mà một cái người chủ doanh nghiệp ấy sẽ có thể sponsor cho một cái người đi làm mà được ở lại không anh? Nó có hoặc là không, phải nói rõ là như vậy, tại vì ví dụ có những cái chương trình mà chủ họ chấp nhận sponsor về mặt gọi là giấy tờ, anh nói đơn giản như cái chương trình của anh xin định cư chẳng hạn, là nó gọi là employer job offer, tức là, nhưng mà employer job offer nó lại dành cho hai cái dạng, nó có hai dạng, một dạng là dành cho những cái bạn mà đã đi học tại Canada và sau đó có giấy phép đi làm, rồi sau đó được chủ người ta hỗ trợ về mặt giấy tờ, gọi là tạo cái việc làm lâu dài cho cái ứng cử viên này, và có một cái dạng khác là dành cho những cái người nước ngoài là foreign workers, tức là cái vị trí đó chủ họ rất cần cho cái sự phát triển doanh nghiệp của họ, cho nên họ chấp nhận, họ sponsor cho cái người này, thì rõ ràng nó có. À, nhưng mà cái việc mà sponsor này nó hơi nhiêu khê, và chính phủ là cái tổ chức cuối cùng để quyết định, để quyết định cái việc là được cho phép cái cá nhân này trở thành trước thường trú nhân hay không. Thì ở đây có nhiều bạn như vậy, ví dụ này, các bạn này đi theo chồng hoặc là đi theo vợ sang đi học, xong rồi các bạn có một cái open work permit và các bạn đi làm cho một cái công ty, thì các bạn được xem là foreign workers và công ty này họ bảo hộ cho bạn theo đúng cái chương trình gọi là employer job offer, và các bạn sẽ trở thành thường trú nhân. Thì các bạn ấy là từ cái người đi phụ, đi theo theo thôi, đi theo vợ hoặc theo chồng, thì các bạn lại trở thành cái đương đơn chính để xin định cư, nó hoán đổi cái vai trò, thì rõ ràng đây là có, nhưng mà thủ tục nó sẽ nhiều khê, chứ không có phải là đơn giản là có một cái người chủ nào đó không có mới hoạt động có 1 2 năm cái tự nhiên là bảo lãnh được một cái người sang Canada để định cư, đúng không? Là Đồng chủ ý. này phải đủ điều kiện và phải chứng minh với chính phủ rằng là tôi cần cái người này, và cái chính phủ người ta sẽ đặt những cái câu hỏi vì sao anh cần cái người này mà không cần những cái người ở tại Canada đó, rồi cái người này có bằng cấp như thế nào, có kinh nghiệm ra làm sao, tiếng Anh như thế nào mà anh phải gọi là trọng dụng như vậy, phải giải thích được với chính phủ theo đúng cái yêu cầu của họ.
Dạ đúng rồi anh. Em thấy là nó cũng rất là giống như chương trình ở Úc, thì nó cũng có một cái hay gọi là cái labor market test, tức là người ta sẽ chứng minh là phải tại sao phải 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 ưu tiên cái người này ở cái vị trí này, mà mình không kiếm một cái người ở nước Úc này mà có thể làm vị trí tương tự như vậy. Thì thấy cái này Anh nó rất là thấy bất là cái chữ em vừa nói là cái gì, labor market labor market test, đúng rồi anh. bên này nó gọi gần giống như vậy, nhưng mà bốn chữ labor market impact assessment, tức là Assessment. đánh giá tác động về thị trường lao động. Vì sao lại không thuê một cái người ở bản địa rồi tới cái người thường trú ở tại Canada mà lại thuê một cái người ở bên ngoài Canada đó? Thì chắc chắn là hai cái điểm này nó giống nhau đó. Ví dụ như là công ty này phải tìm hoài không ra được một cái người mà nấu cái món ăn Việt Nam đặc trưng, tìm hoài trong Canada không có, thì họ mới đưa đơn lên trên chính phủ, họ yêu cầu tôi muốn tuyển một cái người này ở bên Việt Nam. Bên Việt Nam đó là vẫn phải có một cái người đáp ứng đúng cái yêu cầu của họ, ví dụ như họ có kinh nghiệm nấu món ăn Việt Nam, họ có tiếng Anh thế này, họ có cái bao nhiêu năm kinh nghiệm có rõ ràng hay không, thì hai cái này nó mesh lại với nhau, nó hợp lại với nhau thì mới xin được để bảo bảo lãnh thì và cái việc mà tuyển người nước ngoài này á, như em nói rằng là labor market test á, có nghĩa là nó không ảnh hưởng gì tới cái thị trường việc làm nội địa của Canada cả, tại vì tôi tìm không ra ở trong Canada mà, cho nên tôi mới tìm ra người nước ngoài. Việc này không ảnh hưởng gì tới thị trường lao động của Canada cả. Thì cái LMIA tức là nó tương đương với bên kia là Labor Market Test thì nó rất là rõ ràng đâu đó mà được chính phủ người ta duyệt. Vâng, thế thì em thật sự phải nói là cái chương trình mình càng càng nói càng ngộ ra là nó giống nhau quá trời quá đất luôn. Và tôi mới nói là có những cái nét tương đồng mà như cái nó chỉ đổi cái tên thôi, chứ còn là gần như là nó phải nói là exact the same luôn. Thì em nghĩ là mình sẽ có rất là nhiều cái để mà chia sẻ cho những buổi tiếp theo. Thì qua cái buổi chia sẻ của anh á, em có nhận ra được là thật ra là Úc và Canada như mình thấy là nó thứ nhất là nó có nhiều nét tương đồng, cái thứ hai là nó cũng tạo điều kiện cho người nhập cư rất là nhiều. Tất nhiên là mỗi một cái điều kiện, một cái dòng hay là một cái diện nhập cư mình muốn đi thì nó cũng sẽ bắt buộc là mình phải có một cái gọi là một cái đầu tư nhất định, hoặc là đầu tư về mặt trí óc, đầu tư về mặt thời gian và đầu tư về mặt tiền bạc. Thì hoặc là mình đi học và mình các cái nhóm ngành mình học thì nó cũng giống như anh chia sẻ đó, là mình chọn làm thợ hơn là làm thầy thì nó vẫn sẽ được ưu ái hơn. Nó rất là giống như Úc bây giờ luôn, tức là những cái nhóm ngành mà thuộc về làm tay chân một chút xíu, hoặc là những nhóm ngành mang tính lao động, ví dụ như ngành là các cái nhóm ngành thuộc về nursing đấy là thuộc về lao động rất là nhiều, hoặc là social work. Em nghe nói các bài học cái ngành nó rất là stress và cũng rất là áp lực, tuy nhiên là cơ hội định cư thì nó cũng cao hơn hẳn so với lại những cái nhóm ngành như từ đó giờ mình hay nghe là marketing hay là finance hay là accounting, mà bởi vì những cái nhóm ngành office như vậy thì nói thẳng ra là cơ hội nó cũng khó. Thì qua cái buổi ngày hôm nay em đúc kết được một cái kinh nghiệm rất là hay, đó là khi mà mình thật ra đó là muốn định cư ở nước nào chăng nữa thì bắt buộc là mình cũng phải có một cái sự đầu tư một cách nghiêm túc về cái việc học cũng như là tiếng Anh cũng như là cái yêu cầu về nhập cư, chứ không có một nước nào, có nhiều bạn thì cứ nghĩ là có những cái gì đó ăn sẵn chỉ cần qua bên bển rồi đi học cái là ngành nào cũng được rồi vào định cư, hoặc là đi qua đi làm bạn công việc nào định cư được. Thì em nghĩ là cũng là một cái để cho mọi người có thể clarify, có thể làm rõ được những cái tin đồn là ở Canada dễ lắm, Canada dễ lắm, chỉ cần đi qua là xin nó lại được ngay. Thì các bạn cũng phải hiểu rằng là chúng ta vẫn phải đầu tư thời gian, công sức, chất xám hoặc là cái tiền bạc của mình để mình có thể tìm được hướng định cư. Thế thì trước khi mà mình kết thúc buổi ngày hôm nay đó, thì em không biết là anh có cái lời nào gửi gắm đến các bạn học sinh của em cũng như là các bạn đang tìm hiểu về đường định cư của Canada không anh ạ? Cái điều mà anh muốn chia sẻ, đặc biệt là đối với các cái bạn mà trẻ đó, mà chọn cái hành trình di cư sang một cái nước thứ hai, ví dụ như Úc, ví dụ như Canada hay New Zealand, thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó là phải chuẩn bị cái gì? Tại vì mình không có nhiều tiền, các bạn trẻ mà chưa có kiếm ra được nhiều tiền, tài chánh thì cũng có thể là do cha mẹ gọi là tài trợ cho mình cái việc là đi học. Cho nên á là cái trách nhiệm của mình là phải học cho tốt, phải chuẩn bị ngay từ khi ở Việt Nam. Thì bây giờ chuẩn bị cái gì ngoài cái việc là tiếng Anh cho tốt? Tại vì nếu mà muốn sang Úc thì phải nói tiếng Anh, sang Canada thì trừ cái tỉnh Quebec ra họ nói tiếng Pháp thôi, chứ còn các cái tỉnh khác họ nói tiếng Anh.
Quebec là một cái có thể gọi là một cái nước pháp trong lòng của Canada. Họ có luật riêng, họ có cái chính sách định cư riêng đó, và cái tỉnh này là tỉnh nói tiếng Pháp. Còn còn lại thì Canada họ nói tiếng Anh hết, cho nên các bạn phải chuẩn bị tiếng Anh cho thật tốt. Tốt cỡ nào nếu ví dụ các bạn đang học là cái PTE chẳng hạn, thì các bạn cố gắng làm sao đó mà đạt tới cái điểm khoảng cỡ 7 tới 80 thì các là Canada họ chào mừng. Và cho dù Canada về mặt định cư á, khi mà thi vào họ không có chấp nhận cái bằng PTE, nhưng mà với PTE là 80 điểm thì sang IELTS có khoảng 7 điểm thì nó rất là dễ, phải không? Được Đúng PTE rồi. 80 điểm là quá quá cao, phải không? Các bạn nào Đúng mà rồi. 80 điểm là quá cao, các bạn chuyển đổi sang cái việc thi IELTS General nó không khó khăn gì cả, tại vì cái PTE nó cũng không có dễ nhai chút nào hết á. Nó cần phải luyện tập, Đúng thì tiếng Anh các bạn xài liên tục. Và cái đầu tiên là xin trường này, xin trường xong rồi tiến tới định cư này, định cư xong vẫn phải đi làm, vẫn phải giao tiếp bằng tiếng Anh, cho nên tiếng Anh là cái công cụ đầu tiên, phải nói là công cụ và nó là cái phương tiện để mà chúng ta đạt tới cái mục đích của mình. Và các bạn nhớ là nếu mà có tiếng Anh đó, thì các bạn khai phá ra được rất nhiều thứ khác nhau, kể luôn cả cái việc học của mình nó sẽ dễ dàng. Nếu bạn nào có tiếng Anh tốt sang đại học nó dễ hơn so với những cái bạn mà tiếng Anh chưa được tốt, và các bạn có thể là đi làm một cách thoải mái hơn nhiều, các bạn mở rộng cái mối quan hệ ra, rồi sau này công việc của các bạn nó cũng sẽ thuận lợi, định cư nó cũng thuận lợi. Và cái ngôn ngữ này sau Việt Nam, tiếng Việt Nam thôi, Việt Nam các bạn có nói thì khỏi cần học, các bạn vẫn có thể giỏi được, nhưng mà tiếng Anh các bạn phải học liên tục. Rồi tài chánh đúng không? Nhưng mà cái kết nữa đó là cái tâm lý, cái tư thế của các bạn phải chuẩn bị một cách rất rõ ràng. Các bạn phải biết mình đi sang cái nước khác là mình phải thay đổi rất nhiều. Ví dụ như là thầy Peter chẳng hạn, phải sang Úc là phải hòa nhập với cộng đồng của người Úc, là when you are in Rome, you are the Romans too, là nhập gia thì Đúng tùy tục. rồi em. Ở đó mình Đúng dĩ rồi. nhiên học tiếng Anh mình phải nói tiếng Anh, họ cư xử thế này mình phải cư xử thế này cho nó phù hợp với văn hóa. Và chuẩn bị, cái chuẩn bị nữa đó là khác với Úc nha. Úc là thời tiết là ổn hơn, nó gần giống như ở Việt Nam hơn so với là Canada và Việt Nam. Canada cái yếu tố thời tiết nó rất khác ở Việt Nam, tại vì Việt Nam là nước nhiệt đới nóng, cho dù cái lạnh ở ở mùa đông ở ngoài miền Bắc thì nó vẫn khác với cái lạnh ở Canada. Các bạn cứ nghe mà âm độ âm 20, âm 30 thì nhiều lúc các bạn cứ từ bỏ cái ý định đó. Nhưng mà các bạn yên tâm là tại vì ở Canada vẫn là một cái nước mà nhiều nhiều người đến đây là từ các cái nước khác nhau, từ các nước cực nóng như là Ấn Độ nó vẫn rất nóng, các cái nước Trung Đông rất nóng, sang đây họ vẫn 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 ở tốt. Và dân số Canada bây giờ là 38 triệu, và khả năng nó sẽ tăng lên nữa trong vòng 3 năm tới, là người ta sẽ tuyển thêm là hơn 1 triệu dân. Đó là kế hoạch mỗi năm như vậy, từ đây cho tới năm 2023, mỗi năm là Canada sẽ nhận thêm gọi là ít nhất là 400.000 dân đó, nhập cư vào đây. Cho nên dân số của Canada họ muốn duy trì ở cái mức phát triển là 1% mỗi năm. 38 triệu thì ít nhất như vậy một năm phải thêm là 380.000 ít nhất, để đảm bảo được cái sự phát triển về mặt dân số và đảm bảo cái kinh tế nó không bị ảnh hưởng do cái tỷ lệ người già nhiều ở Canada. Thì đây là cái cơ hội rất tốt, nhưng mà nói đi thì nói lại các bạn phải chuẩn bị thật kỹ, chứ đừng có nghĩ rằng Canada là dễ định cư hơn Úc cái rồi nhào qua rồi không có một cái sự chuẩn bị gì kỹ hết. Dĩ nhiên chúng ta đi học là đem tiền phải không, đem tài chánh tới cho cái quốc gia đó, nhưng mà sau này cái cơ hội định cư nó có rõ ràng hay không là tùy thuộc vào cái năng lực của mình. Khi mình học xong xin được việc, mà xin được việc là nhờ mình có tiếng Anh, nhờ mình học giỏi, nhờ mình là và va chạm nhiều, Đúng rồi anh. đúng không? Cho nên là tại Việt Nam, ngay tại Việt Nam này, các bạn có học PTE, các bạn có học IELTS, hay là các bạn có học một cái test nào khác đi chăng nữa, thì phải học một cách nghiêm túc, đầu tư cho nhiều vào, thì sau này con đường nó sẽ rộng mở và nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn anh những chia sẻ. Peter là có các cái trung Dạ. tâm dạy về PTE,
PT là một cái bài test mà sử dụng bốn kỹ năng nghe nói đọc viết thôi, nhưng mà chỉ Đúng sang Anh cũng cái chuyện đó đơn giản, không có khó khăn gì, rồi. nhưng mà phải Dạ học đúng rồi. từ Việt Nam. Em đồng ý anh là những cái chia sẻ mang tính rất là tâm huyết, giống như là một thầy giáo thật sự luôn anh, là anh chia sẻ phải nói là moi hết ruột gan để nói cho các bạn, để các bạn hiểu được, tại vì cũng là một phần nào để mà cảnh tỉnh rất là nhiều bạn trẻ khi mà nghe những thông tin trên mạng, đặc biệt những thông tin mà người ta truyền bá một cách sai, nên là mọi thứ rất là dễ và các bạn chủ quan, và khi mà đến khi va chạm thật sự qua bên này nữa, em vẫn nghe rất nhiều bạn học sinh rất là sốc khi mà ở Việt Nam nghe được kể một cách khác, rồi đến khi qua bên nước ngoài là gặp một cách khác. Cho nên là cũng rất là hy vọng là các bạn sẽ có một cái nhìn thực tế hơn, và đồng thời là các bạn cũng sẽ cố gắng hơn và nghiêm túc hơn, commitment hơn á, trong cái kế hoạch và cái mục tiêu của mình, thì chắc chắn là cái mà nguyện vọng của bạn thì cũng nó cũng sẽ sớm thành hiện thực thôi. Thì thứ nhất là em cũng thay mặt cho cả team cảm ơn rất là nhiều anh Hòa ngày hôm nay dành thời gian chia sẻ với tụi em. Bên anh thật sự mà nói là em rất là ngại luôn, đó là mới có 5-6 giờ sáng thôi, cho nên là cũng rất là ngại, và thật ra cũng rất là cảm ơn anh đã dành thời gian với tụi em. Thì hy vọng rằng sắp tới đây là mình sẽ có thêm một số những buổi chia sẻ nữa để mà nói về một số những cái hướng đi khác và một số những cái nhìn nó sâu hơn về Canada, không những là cuộc sống định cư du học mà có thể là những vấn đề xoay quanh bên bể nữa, để mà học sinh có cái nhìn đa chiều hơn và các bạn có thể chọn được cái hướng đi nào mà cái đất nước nào phù hợp hơn cho mình. Thì vâng, cảm ơn anh rất là nhiều anh ha. Hy vọng là anh em mình sẽ nói chuyện thêm một lần nữa anh Hòa nhỉ. Rồi, cảm ơn Peter đã mời anh tham gia cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì một tiếng đồng hồ nó cũng không có nhiều lắm để mà nói hết tất cả các cái khía cạnh ở Canada, mà chúng ta đã Đúng nói rồi. tới những cái điều mà trong sách vở người ta không nói, chỉ có người thật việc thực để mà chia sẻ với nhau cho nó rộng đường, cho các bạn có một cái nhìn nó rõ ràng, chứ còn không là mình bị cái illusion đó, mình bị cái ảo tưởng xong là rất là Đúng khó rồi. đó. Thì các bạn trẻ mà, cho nên là các bạn đôi khi là không có được chuẩn bị tốt, nhưng mà khi nghe những cái livestream như thế này, những cái chia sẻ mang tính chất là thiết thực, thì các bạn có một cái nhìn nó rõ ràng hơn cho chuẩn bị tốt. Khi chuẩn bị tốt thì thành công nó sẽ tới đó. Thì còn nhiều cái chủ đề khác, cho nên là bên chỗ Peter em có thể gọi là tập trung lại những cái câu hỏi, những cái vấn đề mà các bạn quan tâm, thì chúng ta sẽ chia sẻ trong những cái livestream lần lần sau đó, cho các bạn rõ. Rồi, Dạ vâng, dạ sẽ vâng, cảm cảm ơn ơn anh nhiều. các bạn. Bên Việt Nam bây giờ Dạ mới vâng. có 6:10 buổi tối, 6 giờ, đúng rồi. Úc 10 là giờ, 10, 10 giờ đêm. bên Dạ. Canada bây giờ là 6:10 sáng. À, Mình cũng 6 hơi giờ ngược 10 giờ sáng chút nhà. Phía sau là ánh đèn đó, không phải là ánh sáng mặt trời đâu. Bên đó giờ 8 giờ nó mới bắt đầu bình Giờ minh. mới bắt đầu sáng đúng không anh? Dạ vâng, thế thì cảm ơn anh rất là nhiều ha, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tối thứ bảy theo dõi livestream của mình và thầy Hoa. Thì hy vọng là mình sẽ có nhiều dịp để mà chia sẻ các thông tin với các bạn hơn. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Mình hẹn gặp lại thầy Hoa và các bạn trong dịp gần nhất các bạn nhé. Xin À, chào xin tất hẹn cả gặp mọi người. lại các bạn. Cảm Xin chào ơn. mọi người. Cảm ơn. Xin chào. Thứ nhất là cảm